Sao mà cái người đó là nhân vật chính trong ngày hôm nay nè, đặc biệt nè, vui nhất và hay nhất, đó là giọng ca của chị Nga với bài hát Ánh Trăng Tan. Đó, chị Nga không có nghệ danh. Chị bây giờ sẵn ra xin nghệ danh chị luôn. Cái gì Nga chị? Không, cái gì? Nói rõ nữa. Em nghe không rõ, em tưởng là Thu Nga dạ. Và Thu Nga dạ. Dễ sợ chưa? Trên bài Ánh Trăng Tan Tông La Thứ, điệu rumba.
Vâng, xin thay mặt cho chị Thu Nga cảm ơn tràng pháo tay nồng nhiệt của quý vị. Vâng.